Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu sẽ hướng dẫn mọi người làm món sinh tố chuối xoài. Như mọi người cũng đã biết thì chuối là rất là tốt cho sức khỏe, tốt về vấn đề thứ nhất là tiêu hóa này, giúp cho mình dễ tiêu hóa hơn, nhất là những bạn về mắc bệnh dạ dày có nhiều kali nữa, nhất là những bạn tập gym á, thì nên sử dụng chuối để hạn chế bị chuột rút khi mà mình vận động quá nhiều. Còn xài thì nó cũng sẽ tốt cho tiêu hóa và tốt trong cả chuối và xài đều tốt cho giảm cân hết nha mọi người. Bây giờ mình sẽ giới thiệu thành phần của món sinh tố nhé. Đây là thứ nhất là chuối này mình đã cắt sẵn ra rồi, cắt như vậy cho nó dễ xay nha mọi người. Thứ hai là xài mình cũng đã gọt sẵn ra như thế này. Hai món này mình đều bỏ ở trong ngăn đá tủ lạnh 2-3 tiếng nha mọi người, để nó có vị lạnh hơn, uống sẽ ngon hơn. Mình sẽ không bỏ đá vào món sinh tố. Thành phần thứ ba là đậu phộng để uống có vị mùi béo hơn, với lại cảm giác như có cái gì đó để nhai nhai á, nó sẽ thích hơn mọi người. Thứ tư á là mật ong, mình sẽ không dùng đường. Đúng rồi. Thứ năm là rau húng lủi để mình để trang trí nha mọi người. Mình còn thiếu một món nữa để mình xem. Đây là món thứ năm nha mọi người, đó chính là một hộp sữa chua có đường. Nếu có đường thì mình sẽ hạn chế sử dụng đường ha mọi người. Chúng ta bắt đầu nhé. Để bắt đầu bỏ chuối nha mọi người. Mình làm 2 ly cho nên là mình sẽ lấy hết vô luôn. Đây mình sẽ bỏ hết chuối vào như thế này. Sau đó mình sẽ bỏ xoài vào luôn ha. Mình sẽ bỏ hết tất cả những gia vị trừ rau húng lủi lại để mình trang trí thôi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đổ sữa chua vào. Bây giờ là mình sẽ bỏ mật ong vào nha mọi người. Cái này là nguyên liệu Dâu chỉ là đông để cho mọi người có thể biết được là nguyên liệu bao gồm những gì thôi. Còn nếu mà tùy gia vị của mọi người có thể uống hoặc nêm nếm gia vị theo tùy sở thích của mọi người nha. Đậu phộng mình cũng vừa bỏ vô đó mọi người. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và xay nhé. Một hộp hộp cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi, cực kỳ hấp dẫn luôn. Ok, mình sẽ kiểm tra nhé. Nó sánh miệng như vậy được rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ chế ra ly nha mọi người. Mình đã trang bị 2 ly thủy tinh rất là đẹp rồi đây. Mình sẽ làm đầy ly luôn nha mọi người để trang trí cho nó đẹp. Trời ơi, giống như ở trong nhà hàng đó mọi người. Ok, đây là 2 ly sinh tố chuối xoài của mình. Bây giờ mình sẽ trang trí ra nhé. Đây.
làm xong hai ly sinh tố rồi nè mọi người. Ta-da, đây chính là ly sinh tố của mình đây. Hồi nãy mình làm hai ly nhưng mà mình chỉ sơ cho mọi người một ly thôi nhé. Sinh tố chuối này bao gồm nè, nãy giờ những nguyên liệu mà mình dâu đã xay đó thì nó sẽ đã mịn như thế này rồi mọi người. Cái này uống cực kỳ tốt cho mình, nhất là trong mùa dịch như thế này thì mình uống những cái thứ này để tăng cường sức đề kháng cho bản thân nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem kênh YouTube của dâu. Nếu mọi người có yêu thương thì nhớ like, share và ủng hộ kênh YouTube cho dâu nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người có một cái sức khỏe tốt để phòng chống và kháng dịch thành công nhé. Bye bye mọi người.